Xin chào bạn em, mình là Hưng đây. Xin chào các bạn nha. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay bọn mình đóng là học sinh, chắc các bạn cũng biết mình sẽ làm series gì rồi đúng không? Đấy, thì các bạn ơi, hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục series đó là đoán tên các loại bánh bò xin vừng các bạn nhá. Đấy, đây các bạn nhìn này. Tất cả cái chỗ này các bạn ạ, đều là những cái món ăn vặt ở cổng trường các bạn ạ. Đấy, học sinh như bọn mình là rất chi là thích ăn vặt các bạn nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay đặc biệt các bạn ạ, mình có một bạn nữ rất là xinh gái các bạn nhá. Đấy, đứa em của mình các bạn ạ, đó là YouTuber nổi tiếng Trần Minh Phương Thảo các bạn nhá. Wow, đấy. Chào các bạn. Thì Thảo chào các bạn của anh ấy. Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Phương Thảo nhá. Đấy, các bạn nhớ vào follow theo dõi Trần Minh Phương Thảo các bạn nhá. Đấy, hôm nay Thảo rất chi là thích ăn những cái đồ ăn vặt này nên là cũng sẽ tham gia cùng cái series này với mình các bạn ạ. Đấy, thì các bạn này, bánh bò xiên vừng thì nó chỉ có một loại tròn này thôi, nhưng mà mình mua cái gói ăn vặt khác các bạn này. Đấy, cái chất liệu của nó cũng kiểu xốp xốp dai dai cay cay như bánh bò xiên vừng ở đây luôn các bạn nhá. Đấy, nhưng mà nó rất chi là nhiều vị các bạn ạ, cho nên là rất là khó đoán. Cho nên là giải thưởng hôm nay mình sẽ trao cho người thắng cuộc sẽ là 500 đô các bạn nhá. Đấy, 11 triệu à? À, 11 triệu. 11 triệu. Đấy, hình phạt xem nào. Hình phạt là lại ăn chanh các bạn nhỉ? Hay là cõng các bạn nhỉ? Chùa lắm. Đấy, ăn chanh gì? Mệt lắm, cõng mệt lắm anh ơi. Không, nếu mà cõng thì có vẻ hơi thiệt thòi cho mình, bởi vì mình con gái, mình sợ mình không cõng được các anh. Được rồi, nếu mà Thảo thua thì Thảo sẽ phải ăn chanh các bạn nha. Còn hai cái bạn Lam này mà thua ấy thì sẽ phải cõng người thắng cuộc các bạn nhá. Đấy, hiểu chưa? Ok. Đấy, rồi cho nên Thảo sẽ cố gắng nhá. Một quả chanh là hơi chua đấy. Rồi, thì bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi gì? Đấy thì bây giờ bắt đầu thi luôn nhá. Ok. Let's go. À, bọn em sẵn sàng chưa? Anh ơi, hình thức chơi thế nào đấy mà em chưa hiểu. Cái gì? Hình thức chơi á? Hình thức chơi thì bây giờ nhá. Em ăn, em đoán vị, đoán tên, rồi xong đó là em ghi ra cái bảng, bảng mà bọn em đâu rơi lên. Bạn đây, đây anh. Bạn kém thế, em loại thi bim bim rồi. Đấy, ghi đấy nhá. Đấy. Không phải tớ phải hỏi lại cho chắc ăn. Rồi, thì các bạn ạ, ai được nhiều gạch nhất thì sẽ là người chiến thắng các bạn nhá. Thảo Hậu Nguyên. Đấy, rồi, bây giờ sẽ bị bắt vào. Nào, bị bắt vào đi nào. Các bạn cổ vũ cho mình nhá, để mình chiến thắng nhá. Ok. Các bạn ơi, vị đầu tiên sẽ là cái này các bạn nhá. Đấy, hơi khó đấy. Khổ quá. Nó có dao. Đấy, các bạn nhìn này. Ngon lắm các bạn ạ, cái này ăn thì tuyệt vời luôn. Đâu đâu đâu, nhanh thế nào. Đây, Hậu đây. Thảo đây. Ai à, tôi anh ơi. Đấy. Đây, thế này. Cái này chắc chắn là mình biết luôn. Wow. Em biết luôn. Biết thì ghi ra bảng đi. Đấy. Cái món này đầu tiên thì ai mà chả đoán đúng. Đấy, các bạn nhìn chưa. Bò thanh vừng. Bò quẩy. Bò thanh vừng. Bò thanh vừng. Sai nhá, Hậu và Nguyên sai nhá. Oh yeah. Thảo mình đúng. Đúng không? Thảo sai. Bò quẩy mà em bò sờ quẩy. Cái hình nó như cái quẩy á, em đoán là bò quẩy đúng không? Cái này không hề có vừng luôn mà ghi là tờ thanh vừng à. Thanh thì đúng rồi nhưng không có vừng. Bò quẩy. Nè, bò quẩy. Yeah, Thảo chính xác nha. Rồi. Thua một vòng rồi. Tiếp vòng nữa anh nha. Được một gạch nha. Các bạn ơi. Tiếp là loại này các bạn nhá. Món tiếp theo có ngon không các bạn ạ? Nào đây, Thảo đây. Lấy một cái thôi. Ôi. Wow. Thế? Đâu? Cái này là cái gì mà dài thế? Nào, Nguyên. Ôi, dài hết nhỉ? Vị nó cay hơn cái lúc nãy. Biết luôn, biết luôn. Biết luôn. Mình sắp nhớ rồi, cái này ngày xưa mình rất hay ăn, sẽ không nhớ ra. Nhớ thì ghi vào đi. Cái này mình ăn này là lạ, mình chưa hình dung ra được cái gì. Biết luôn. Rồi. Nào, còn Thảo với Nguyên thôi. Hậu tự tin đấy các bạn ạ. Đấy, cái này mình ăn rồi, mình hay ăn lắm các bạn ạ. Ok. Nguyên đâu, giơ lên. Đây đây, đây là bánh bò quê à các bạn ạ. Gậy cay. Gậy cay à? Gậy thơm à? Đúng không? Thôi được rồi. Gậy thơm đây.
cái này nó cũng cay. Thì các bạn ơi, cái này sẽ cho Thảo với lại Hậu đúng nha, nguyên tắc. Đúng rồi các bạn nha. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Thảo được một vạch nữa nha, Hậu được một vạch nha. Thảo được hai vạch rồi. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình chưa được vạch nào các bạn. Đấy. Nguyên kém quá ấy. Nguyên chứng tỏ là không ăn vặt ở cổng trường bao giờ các bạn nhỉ. Rồi, bị bắt vào. Vòng tiếp theo. Đấy. Các bạn ơi, cái này dễ nhất các bạn này. Đấy, bây giờ sẽ chơi cái này các bạn nhá. Lâu quá anh ơi. Từ từ. Rồi, cái này không nhận ra thì nghỉ chơi. Các bạn nhờ. Đâu 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 đâu. Nào Hậu đây. Ôi giời, cái này dễ ợt. Rồi, chọc cá đi. Ui sao to thế. Hậu đã nhận ra luôn rồi các bạn ạ. Cái này mình biết luôn. Rồi. Cái này mà các bạn không nhận ra là không có tuổi thơ đâu các bạn ạ. Đúng rồi. Yeah. Chuẩn chưa? Rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đấy các bạn ơi, Hậu nhận ra luôn các bạn ạ. Còn Thảo Nguyên nữa. Rồi, bọn anh xin mừng. Đọc lên, đọc lên thế. À, chết chết. Đây, đây, rồi. Mình nghĩ xong rồi. Đúng rồi. Cái này dễ, cái này dễ. Các bạn ơi, hôm nay Thảo Nguyên là nhau lại Hậu đều chính xác các bạn nha. Vạch nữa nào. Mỗi người được một vạch nha. Mình phải cố gắng để thắng. Đấy, Nguyên đang thua đấy. Đấy các bạn ơi, vòng tiếp theo các bạn nhá. Đấy, lần này là sẽ là cái gói này các bạn nhá. Đấy, ăn ngon này các bạn ạ. Từ từ. Lần này lại không biết vị gì đây các bạn. Rồi, ai có phần nhá. Nguyên đang thua đấy. Thảo đây. Từ hôm nay nhất định phải thắng ngay mà. Ui đấy. Gì đây? Sao nó lại cái này nhỉ? Ui cái mùi của nó. Cái này khó lắm. Mình không biết cái này là cái gì các bạn. Anh ơi. Ơi. Cái này ngày xưa em đi học ấy, em ăn xuống anh ạ. Thôi đừng có bốc phét đi. Biết thì ghi nó vào. Ngày xưa em biết cái này rồi. Cái khó anh nhỉ. Cái này mình cũng chỉ đoán thôi các bạn ạ. Vì là mình không biết nên là mình sẽ đoán bừa. Rồi, đâu xem Nguyên làm lỗ làm. Bốc phét lắm đấy. Cái gì đây? Mình đã biết xong rồi. Cô Thảo gì? Bò cây sợi. Đúng không? Bò thanh miếng à? Bò nhỉ? Thanh cây cầu vồng các bạn ạ. Yeah! Nguyên đúng nha. Không bán thanh cây cầu vồng à? Đây là thanh cây, à, đây là select 7 sắc cầu vồng các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà thanh cây cầu vồng nó cũng... Cũng đúng thôi, được rồi, chính xác, nói chung là chính xác nha. Được rồi, thế Nguyên được một gạch nha. Yeah, rồi, mình bắt tiếp vào. Mình thắng rồi các bạn, hôm nay mình nhất định phải thắng hai bạn. Ai già? Thôi, nãy giờ mới đúng một phát. Lỗ ghê. Đây các bạn này. Tiếp theo các bạn nha. Nào, Hậu, đây 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 đây. Lấy một miếng rồi, bên này. Đâu đâu đâu. Nguyên đây. Lấy một miếng thôi. Nó to rồi à. Đấy. Cái dễ đâu nhỉ. Dễ à. Dễ mà. Cái này mà không biết thì thôi ấy. Thôi à. Nguyên đã Thảo nhận ra chưa? Mình cũng không chắc chắn lắm các bạn ạ. Mình không chắc chắn. Cây bò các bạn ạ. Cây bò á? Bánh bò cây à? Bò miếng. Bò miếng đúng mà. Ôi được rồi, Hậu chính xác các bạn nhá. Thực ra cái này nó lại có thêm cả vừng nữa các bạn ạ. Nhưng mà bò miếng thì cũng được các bạn nhá. Đấy, miếng. Ok. Lúc nãy mình ăn mình cũng thấy vị vừng nhưng mình quên mất, mình không ghi vào. Rồi, thôi được rồi, Mình lại thua rồi. Thế ơi mà. Thảo ơi, Hậu đang bằng Thảo đấy. Hậu bằng mình rồi. Bạn ơi, cái món ăn hôm nay mà ai mà là hay ăn vặt ở cổng trường là sẽ chiến thắng các bạn nhá. Rồi, bị bắt chưa? Đấy các bạn ơi, tiếp theo các bạn nhá. Đây này các bạn này. Cái này lạ đấy các bạn ạ, dài đèn luôn. Rồi. Cứ bình tĩnh. Đây, Thảo trước. Ui. Đấy, cầm cá. Nguyên cầm cá. Các bạn ạ. Tôi đưa vỏ đây. Ui. Ui. Dài như cái gì? Sao dài như rút này? Sao dài đấy? Ôi, dài á. Các bạn nhận ra chưa? Khó quá. Cái này mình đoán bừa.
Nếu mà nhận ra rồi thì đưa đây, để anh cất đi. Đây. Rồi. Cất đi không có thì lại nhận ra nào. Mới đưa đây. Cất hết chơi để mình viết nào. Đấy, viết đi. Đấy các bạn ạ, phải thu lại không mà nhìn cái đấy là nhận ra các bạn nhá. Rồi. Cuộn cay. Mình cảm giác như nó cuộn cay thành sợi chỉ nên mình đoán là cuộn. Cái này sai hết rồi nhỉ? Cái này là sai hết nhá các bạn ơi. Thì đây là vòi rồng các bạn ạ. Đấy, gói này là gói vòi rồng các bạn nhá. Ủa thế chưa bao giờ. Rồi thôi. Chưa bao giờ. Tiếp theo. Đấy chẳng nhẽ cái món nào cũng biết. À bị bắt vào đây. Đấy các bạn ơi, vòng tiếp theo các bạn nhá. Đấy gạch cần đấy các bạn ạ. Đâu rồi, từ từ để bóc cho á. Đấy cái này mà không biết nữa thì thôi đấy. Chị, ôi xin lỗi, đổ rồi. Không nhớ thôi. Đây, Thảo đây. Tập cả túi. Đâu đây nguyên tập cả túi. Ui cái này chắc chắn là mình biết rồi, biết thì nói bé không bọn nó biết hết. Nào nguyên đưa túi đây, xong chưa để mở mắt kia nào, vắt xuống túi xuống, nguyên vắt túi xuống, mở mắt ra đây. Ai già có vẻ như ai biết đấy nhờ. Quá dễ. Cái gì đây nguyên, nào nhanh lên. Que cây gà. Que cây gà sai rồi. Tăm que cũng sai nhá. Cái này là tăm cây. Yeah. Mình đã bảo là cái này chắc chắn mình biết mà. Đấy, cái này là tăm cây các bạn nhá. Rất là thích ăn cái tăm cây này. Rồi. Quá dễ luôn. Đấy, Thảo có vẻ như là tuổi thơ dữ dội nhỉ. Dữ dội lắm. Dữ dội. Các bạn ơi, con gái hay ăn vặt hơn con trai. Đấy. Qua đây mình nhận thấy là con gái là hay ăn vặt hơn các bạn ạ. Wow. Thảo đã được 4 vạch rồi. Đấy các bạn ơi, tiếp theo các bạn nhá. Đấy, cái này cũng khá là giống những cái khác các bạn ạ. Đâu. Từ từ. Lấy một miếng rồi xong vất xuống nhá. Đây Hậu đây. Cầm cả túi, Thảo cầm cả túi, Nguyên cầm cả túi. Ui giời. Cái này to mỏng các bạn ạ. Cả một miếng to đùng này à? Cả một miếng to đùng luôn. Ôi, mình sẽ xé một miếng mình ăn. Yeah. Rồi. Bí mật nha. Thôi được rồi, bỏ mắt ra ghi đi nha lên. Đấy các bạn ơi. Cái này có khả năng là Nguyên lại đoán đúng đấy. Nhưng mà lỗ thôi. Không biết là có đúng không? Thịt thổ á? Ăn thịt thổ để đi tù à? Rồi, bỏ miếng ra thôi. Là thịt dê nướng anh ạ. Thịt dê nướng đâu ai bảo? Sai hết rồi. Cái này chỉ có Nguyên đúng thôi. Thịt dê nướng. Ui, bạn Nguyên giỏi đấy. Thịt dê bạn Nguyên. Hôm qua cái đứa cháu mình ăn miếng quá ra là đúng. Hôm nay lại ăn lại các bạn ạ. Rồi. Hên. May mắn các bạn nhá. Để Nguyên hôm qua là cháu ăn các bạn ạ. Đấy, xin được miếng. Thôi được rồi. Đây. Tiếp. Biết bắt vào. Đấy, Thảo Nguyên này. Nguyên được một gạch nữa các bạn nhá. 3 gạch. Ai già. Thảo đang dẫn trước nhá. Đấy các bạn ơi, tiếp theo các bạn nha. Đấy. Đâu. Đây mỗi người một gói, lấy một cái ăn rồi xong vứt xuống. Thảo đây. Nguyên đây. Ui cái này quen đấy nhở. Quen nào. Cái này hạt. À biết rồi. Biết chưa? Biết. Biết rồi ghi đi. Mà bắt chưa? Được rồi. Đấy, ai cũng biết các bạn ạ. Đây là bò viên chiên các bạn ạ. Thế rồi, bánh bò mini không phải là đúng không? Bánh bò viên chiên, ok, thế thì viên chiên là đúng nha, Nguyên cho Hậu đúng nha. Thảo thua rồi. Mình sai rồi. Hậu Nguyên mang khăn nào vào. Đấy. Em chờ chút mình lâu. Hậu Nguyên mỗi người được vạch. Ai già, đều đấy. Ok, tiếp theo nào, bị mắt vào. Đấy các bạn ơi, vòng tiếp theo các bạn nhá. Đấy, cái này hơi khó ấy, các bạn ạ. Đầu thế nhỉ. Rồi. Mỗi người lấy một miếng thôi nha. Đâu. Đây Hậu đây. Lấy một miếng thôi. Đây Thảo đây. Cái này lạ nhỉ. Ui cái này cũng sợi này. Cái này bao giờ bảo mở mắt ra thì mở nhá. Rồi. Ui. Sao? Ừ. Ăn chả quen nhỉ. À, cái này chắc là mình biết, chắc chắn mình sẽ biết. Được mở mắt ra chưa anh Hùng? Được rồi, mở mắt ra. Cái này quen lắm anh ơi. Quen thì ghi nó vào.
cấm nhìn nhau nhá. Mình chắc chắn là mình đúng luôn. Đây bánh bò que các bạn ạ. Sai rồi. Là mì sai rồi. Bò Thanh nhá. Mì gân bò là đúng các bạn nhá. Đấy các bạn ạ. Đây là mì gân bò này các bạn nhìn này. Chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn các bạn nhá. Đấy lại sai à? Sao Thảo biết đấy? Tại vì là ngày xưa em ăn, em với cả lúc nãy sờ ấy thì thấy nó sật nên đoán là mì gân bò. Rồi ok. Nó không khác lắm nhưng mà sờ hình dáng nữa. Đấy, các bạn ơi, Thảo lại được một gạch các bạn ạ. Đấy. Hai thanh niên này yếu lắm, chuẩn bị tắng đây. Chả qua ít ăn vặt thôi. Đấy. Đấy các bạn ơi, tiếp theo các bạn nhá. Đấy, là loại này các bạn này. Đâu. Đấy. Cho cầm gói cho biết. Ôi. Này khó đấy, cái này mình sao nó bé bé nhỉ? Khó không? Lạ chứ. À, rồi. Bắt bắt đập. Cái này có một đoán bừa là chính gì? Bừa thôi các bạn. Rồi. Đâu? Đây. Ui giời ơi, hậu gì đây? Mì trộn. Kiếp chứ trộn xấu như là quan trọng gì? Ê, ai à? Cái này đúng này các bạn này. Dai các bạn ơi. Sao lại có dai? Xà lách dai các bạn này. Đúng rồi, thế Thảo đúng nha. Cái gạo vị gạo mà. Rồi. Tại vì cái tên của cái này nó rất đặc biệt nên là em nhớ. Mà nó lại còn chỉ là miếng bé thôi. Còn tất cả các miếng là miếng to, cái này miếng bé nhỏ nên em nhớ chắc chắn là dai. Thế à? Thảo phải ăn. Đâu mình thử miếng này xem nó có dai không các bạn. Đúng rồi, nó dai các bạn. Nhưng mà cũng giỏi thật đấy. Kinh trình đồ con gái ăn vặt nhiều hơn con trai các bạn. Hay ăn vặt. Đấy các bạn ơi, chứng tỏ một điều là con gái hay ăn vặt các bạn nhé. Đấy. Chứng tỏ một điều là mình sẽ có thể là chiến thắng. Đấy các bạn nhé. Thế đổi theo thua mấy vạch rồi đấy. 2, 4, 6. Ui, thua 2 lước rồi đấy. Tiếp theo các bạn nhé. Đấy là loại này các bạn này. Các bạn ơi, hôm nay mình cố gắng thắng, mình không thể thua phụ nữ được các bạn ạ. Đây, hậu cầm cả gói đi, lấy một thanh rồi ăn xong vứt xuống nhá. Đây, Nguyên cầm cả gói. Có thể ăn lại à? Cái giống lúc nãy là anh Hưng chơi mà. Chêu đâu? Cái này giống cả lúc nãy ăn rồi. Nào, nhận ra chưa? Rồi. Nhận ra rồi. Thế bỏ mắt ra rồi ghi vào đi. Anh chêu đấy. Thằng này chắc chắn là đúng luôn. Gà cây. Nguyên đã sai rồi. Tăm cây là sai ấy. Tăm cây sai á? Đây là gà cây nha các bạn nha. Ôi, sao giống tăm cây nhỉ? Đấy, anh có bảo chơi lại đâu. Đấy, đùi gà thơm cay này các bạn này. Rõ ràng gà cây mà hai bạn vẫn cãi được. Bạn Nguyên này có gian lận đi. Gian lận đi. Gian lận tao cho biết. Công bằng hết. Rồi. Được rồi. Hình cái tăm mà nhỉ? Hình tăm thôi nhưng không phải là tăm cây. Ừ, đúng cái vị của nó không cay thật. Gạch cho Nguyên một gạch các bạn nha. Ấy da, gần bằng Thảo đấy. Tiếp theo các bạn nha. Đấy, cái này mà đoán đúng gọi là đẳng cấp các bạn ạ. Đấy, đố các bạn nhận ra đây là cái gì đấy. Nó là cái này các bạn này. Rồi, cấm gian lận nha, cấm mở mắt ra nha. Đấy. Này, mỗi người một gói, ăn một cái rồi xong thả xuống nha. Cấm được nhìn đấy. Ôi dạ. Quen hết nhở? Anh em anh, các anh cũng không đất nữa. Sorry Nguyên. Đây Nguyên đây. Từ nha. Chưa mở mắt vội nha, để Nguyên thưởng thức đã. Biết rồi. Cái này khó quá. Mình không biết cái này. Được chưa? Được rồi. Mở mắt ra đi, ghi vào đi. Đấy, con gái lợi thế thật các bạn ạ. Mình không biết có đúng không? Bò que. Mì thanh cây các bạn. Sao lại bạn Nguyên nhìn trộm à? Tự nhiên ai đâu. Bạn có nhìn Nguyên có nhìn trộm hậu đấy. Bạn đâu vậy? Tiếp bên kia tự nhiên làm sao được. Ai biết. Thôi được rồi. Nguyên mới hậu đúng nha. Thảo sai nha. Yeah. Đấy các bạn ơi, đây là mì thanh cây các bạn ạ. Đấy. Mì thanh cây à? Đúng rồi, mì thanh cây. Phải cố gắng thì mình sắp bị hai bạn vượt mất rồi. Đấy. Thế là hậu với Nguyên là mỗi người được gạch nha. Thảo lớn mới lại thua đấy. Không được, phải cố gắng. Thôi cố gắng nhá, bịt mắt vào. Các bạn ơi, tiếp theo các bạn nhá. Đấy, loại này các bạn ạ. Chắc các bạn cũng không biết đâu nhỉ. Rồi, không. Bỏ xuống được. Ui anh. Ôi cái này thành miếng to này hả? Miếng giống cái lúc nãy có một cái miếng này mình sẽ lấy rồi. Đấy, nào, dẻo này. Đấy, rất dẻo nhá. Cay à. Ui. Đúng cái hay ăn luôn. Rồi. Ghi chưa? Ghi rồi. Thật đấy. Sự là mình cũng không biết đâu, lần trước mình hình như mình cũng đoán sai. Hậu nhanh nhảo đấy.
cái này ăn phước. Thì đổ đúng không? Cái này mà sai mình không chơi nữa các bạn ạ. Cái này mà sai không chơi nữa. Mì Nguyên đâu? Nguyên anh mì, Nguyên đâu? Mình mất phần rồi nên nghiêm trọng các bạn. Đây là bỏ miếng cay các bạn ạ. Bạn Nguyên sai nha. Thảo cũng sai á, ăn thịt hổ đi tù đấy. Thế em? Mì dẻo cay. Ok đúng. Đúng. Chuẩn luôn các bạn ơi. Kiểu đoán bừa ấy. Ai bừa đúng không? Đoán bừa. Hay ăn nó. Đấy. Các bạn ơi, Hậu chính xác các bạn nhá. Nhưng mà đều nhau hết rồi. 2, 4, 6. Ui, cay cần đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, đầu tiên là tưởng con gái lợi thế nhưng mà càng về cuối Thảo càng thua các bạn ạ. Đấy. Còn một ván nữa mình sẽ quyết tâm để thắng, thắng ván này, thắng cả ván. Đây sẽ là vòng chốt cuối cùng nha. Vòng chốt à? Đúng rồi, vòng chốt. Đeo nhau phải không? Đeo nhau hết rồi. Đấy, ai thắng vòng này là sẽ chiến thắng tiếp. Đấy các bạn ơi, vòng cuối cùng các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Cái này mới khó các bạn ạ. Quyết định đấy, trận quyết định đấy. Chết. Đúng rồi. Lần này mình sẽ cô gái nhé các bạn nhá. Được. Tôi con gái. Đấy Hậu cầm đấy, ăn vòng nào đấy ăn. Đấy Thảo đây. Nguyên ơi. Cái này cứ dài dài sợi sợi. Cái này cứ cho nghiên cứu sâu nhá. Cái lạ thế nhỉ? Lạ không? Ừ, một miếng cái này to nhỉ. Chắc chắn là nó có từ miếng rồi. À, rồi, mình đã hình dung ra rồi, mình biết rồi. Ôi chết rồi các bạn ơi. Vị của nó thì không khác những cái kia lắm nhưng mà cái hình dáng của nó mình nhớ là cái gì rồi? Đoán được chưa? Các bạn ơi, mình nhớ rồi các bạn. Đoán rồi, thả. Đi được chưa? Đi được chưa? Đi được rồi, đi được rồi. Đấy, vòng chốt nhá. Vòng cuối cùng nào. Đấy, xem ai chính xác nào. Mình không được để mọi các bạn lên kia nhìn thấy. Bò miếng các bạn. Ngựa văn. Gà bò miếng cay sai rồi. Bò miếng cay này. Ngựa văn, chắc chắn đúng luôn. Ngựa văn là miếng ngựa văn. Tết các bạn ơi. Ngựa văn. Có ngựa văn đâu bạn ạ. Ngựa văn là chính xác rồi. Mình chiến thắng rồi. Tên tới là ngựa văn chắc chắn luôn. Thế cái này ăn bao giờ đâu. Thảo sao biết đây. Ơ, cái này là ngày trước em có ăn rồi và em chắc chắn là đúng luôn. Chắc chơi đắn lại cái rồi. Cái nó thì không khác nhưng mà cái miếng của nó rộng rộng này này. Thôi, các bạn ơi, hôm nay mình... Tất cả mình cũng may mắn nữa, mình cũng may mắn mình đoán. Thôi rồi. Các bạn ơi, hôm nay mình thua rồi các bạn ạ. Thua à? Đó rồi. Thì bây giờ anh sẽ trao thưởng nha. Nguyên với Hậu cõng Thảo nha. Hôm nay cao đấy nhở. Các bạn ơi, đứng cùng vẫn chưa cao bằng mình. Đấy các bạn ạ, đứng cùng người đẹp nên là mình không thể làm thấp hơn được các bạn nhá. Đấy xấu hổ quá các bạn ạ. Các bạn này là sao kê cảnh các bạn ạ. Rồi thì các bạn ơi, hôm nay người chiến thắng đó là Thảo các bạn nhá. Đấy Trần Minh Phương Thảo. Ok, đây là 500 đô của em. Ok. Rồi. Cảm ơn anh Hưng nhá, lần sau lại rủ em chơi nhá, em kiếm tiền các bạn ạ. Thôi các bạn ạ. 500 đô. Ăn vặt này con gái là dễ thắng lắm các bạn nhá. Mình nay lại thua con gái rồi các bạn. Đấy, thì các bạn ơi, hình phạt cho người thua cuộc sẽ là cõng người thắng cuộc các bạn nhá. Từ đầu nhà mình ra đầu ngõ các bạn nhá. Rồi quay về các bạn ạ. Đấy, rồi bắt đầu nhá. Thế bây giờ hai thanh niên là cõng ai cõng trước nào? Cho Nguyên cõng trước đi. Em cõng trước đi. Được. Nhờ Nguyên cõng đi. Không biết bạn còn nặng không nhỉ? Mình Thảo bao nhiêu cân? Mình á khoảng từ 45 đến 50 cân. Thôi được rồi, nhẹ ơi là nhẹ. Chưa bằng bao xi măng. Rồi. Đấy. Ấy nhẹ lên. Nhẹ lên. Đúng rồi, mạnh mẽ. Dài ơi. Mỗi cáo này được rồi, không cáo được. Không, bạn lên. Đầu ra văn hóa đầu kia nhá. Chó đuổi. Chó xa đấy. Đầu ngõ cơ mà. Đầu ngõ. Thích cho Thảo ơi. Ôi, hơi sắp ra rồi này. Ôi, em mệt lắm anh hả. Mệt cũng phải ấy, sắp lên. Tụt rồi, sắp mạnh lên. Sắp lên rồi, cố lên. Ôi, mình người chiến thắng này mà mình đi cõng này mình thấy mệt các bạn ạ. Mình bám chặt xuống mình rơi. Mình mệt lắm các bạn ạ. Ai đây ạ, cô anh ạ. Thế thật đây. Đấy rồi tôi có xuống đi. Thôi được rồi, được rồi. Ôi mời. Thảo Hậu đâu rồi. Nguyên này khỏe ghê. Khỏe hơi bình thường đấy. Được chưa, lên. Nào. Wow, Thảo lặng phết các bạn ạ. Chưa được bằng bao xi măng. Nói chung là nhẹ.
So với đứa em gái mình thì thảo nhã hơn đấy. Mình phải bám tay vào đây mình mới lên. Kéo nhã mà cướp trâu. Đặt cô vào cho em mượn xe đạp đây. Ôi. Cố lên. Mày đâu, mày đâu? Các bạn ạ. Đấy các bạn ạ. Họ khỏe phết đấy. Đùa. Không, chắc chắn là khỏe nguyên. Các bạn nhá. Được hậu anh hậu đi có vẻ là ấy chắc chắn là làm. Ui cháu đuổi, cháu đuổi. Cháu đuổi, cháu đuổi. Cháu đuổi, cháu đuổi. Ôi, tôi đến nhà rồi. Đến đây rồi kìa. Ôi, đến đây, đưa. Ui. Ui. Mình, rồi. Mình cảm thấy mình thắng rồi mình. Các bạn ơi, mệt không Hậu Nguyên? Mệt lắm. Đấy, cóng gái mệt lắm à? Mệt. Đấy, lần sau chơi hết mình rồi chưa? Ok. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Các bạn thấy video này hay thì like, chia sẻ, ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ xin chào và gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.